Yêu trọn đời.
Xin chào, kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân thiết trên kênh YouTube của Thành Phạm An Tech. Hôm nay Thành Phạm lại tiếp tục test củ kèn. Mời quý vị và các bạn có chút thời gian nghe nhạc. Hôm nay Thành Phạm test cái cặp củ kèn cũng là cho hệ thống loa A4 hoặc A5. Thành Phạm vừa test cái bản Tình Khúc Chiều Mưa trong cái album Nguyễn Ánh 9. Đây, quý vị biết rồi, quý vị ai cũng có cái bản này rồi. Thể hiện cái bản Tình Khúc Chiều Mưa trong cái album Nguyễn Ánh 9 hôm nay Thành Phạm test, mời quý vị các bạn nghe trên cặp củ kèn 291-16A, tức là 1-16, tức là 16 ohm. Dòng 291 thì bao giờ cái màng chắn của nó, cái màng giọng nói, cái màng quận coi của nó thì cũng là cái màng symbiotic, nên ra quý vị vừa nghe nó có cái giọng và cái chất âm nó rất ấm áp, rất ấm áp, và nó rất gai góc và khề khà. Nó nhất là nghe những cái bản thu từ đĩa than nhưng vừa xong ở cái album Nguyễn Anh 9 thì nó rất chi là vintage, rất hay. Đây là cặp củ kèn hãng cho ra đời vào những năm sau, những năm 75-80. Thì hãng dùng nam châm ferrit, có nam châm cực kỳ mạnh, 20.500 gâu, rất mạnh. Cặp củ kèn này nó nặng đến sấp xỉ 14kg một chiếc, tức là sấp xỉ 28kg một đôi. Rất to, rất nặng. Nếu quý vị đã chơi rồi thì không nói, nhưng quý vị đã chưa chơi thì nó rất khủng khiếp. Lắp cho những cái cặp kèn cho hệ thống A4, A5 và những kèn 8 lỗ, 10 lỗ, hoặc kèn 311, 90, 60, vân vân. Tất cả cái kèn nó có 3 chấu này. Đó là cái kèn cho hệ thống A5, rất to, rất lớn. Ở phân tần cho nó thì những phân tần L500F, hoặc là quý vị về đia độ theo phân tần theo ý. Đó. Giải tần của nó, giải tần của nó thì ở cái mức giới hạn, catalog ở mức giới hạn là từ 500Hz đến 20.000Hz. Đấy, còn tùy lắp vào cái kèn nào cho ra là 16.000 hay là 13.000 tùy. Thì Thành Phạm có cài cái đường link giới thiệu với cặp củ kèn này ở mục phía dưới. Quý vị nào quan tâm thì search Google cho nó khách quan, hoặc xem cái đường link của Thành Phạm cài ở dưới thì nó sẽ có thông số kỹ càng và độ nhạy mà tần số lắp cho kèn nào, bao nhiêu thì nó sẽ có rất rõ ràng ở dưới. Một cặp củ kèn rất hay. Cặp củ kèn hôm nay Thành Phạm test với quý vị nghe và xem thì nó rất chi là mới và cũng rất chi là đẹp, nguyên zin. Thành Phạm cũng đã vừa mới căn chỉnh, bảo trì, bảo dưỡng để cho chất âm nó được như quý vị vừa thưởng thức được tối đa, hay tối đa hết khả năng của nó. Và cái bản nhạc tiếp theo Thành Phạm lại mời quý vị nghe bản nhạc test nước ngoài. Đó, nghe một cái giọng nam trầm thế nước ngoài, cái album mới. Quý vị bất chút một thời gian Thành Phạm test nhạc, mời quý vị nghe vài bản nhạc trên cặp củ kèn này. Quý vị nào có quan tâm thì alo trực tiếp Thành Phạm nha. Hello darkness, my old friend. I've come to talk to you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp,
when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, whispered in the sound of silence. Trên cặp củ kèn 291-16A 16 ôm cho hệ thống A4 hoặc A5. Quý vị nghe và cảm nhận. Quý vị cứ yên tâm rằng là quý vị có thích hay không. Còn nếu quý vị nào đã chơi và bắt đầu nghiên cứu chơi sang hệ thống loa kèn Antech, thì quý vị yên tâm rằng là những cặp củ kèn hoặc là cặp củ loa của Antech, của bát, của kèn, hay những bộ phân tần, hay những cặp kèn của Antech là rất hay. Hãng sản xuất theo chuẩn mực quốc tế, phục vụ cho nhà hát là rất hay. Và ta khai thác như thế nào thôi. Đấy, về ta khai thác như thế nào thôi. Còn tất cả những cặp củ kèn hay những đồ thành phẩm giao lưu thì là đều là đồ tuyển chọn qua cái sàng lọc của thành phẩm rồi. Ok thì thành phẩm mới nhập về. Còn đương nhiên nếu những cặp củ kèn nào mà chất lượng nó, hình thức nó xấu thì thành phẩm cũng giao lưu ở cái giá nó rất hợp lý. Đó, giá rẻ để phù hợp với cái hình thức của nó. Còn những cặp củ đẹp thì giá nó sẽ cao hơn, căng hơn. Và chất lượng thì quý vị yên tâm là không phải suy nghĩ về chất lượng về âm thanh của Antech đâu. Dù là Ferrit hay Anico đều có những cái bản sắc riêng, đều có những cái màu âm riêng. Được màu âm này thì mất màu âm kia. Nên có những quý vị khách hàng thân thiết trên YouTube của Thành Phạm, có những người ta chơi những hàng 3 cặp, 4 cặp. Đó, thì nay họ lắp cái này một thời gian, người ta chán nghe cái này thì người ta nghe cái kia, thay đổi đi. Kể cả nước ngoài cũng vậy quý vị ạ. Trước đây Thành Phạm chơi cũng là như thế. Yêu thích cái đồ này. Giao lưu về thì cứ để chơi thì cứ hết lắp của lọ đến lắp của kia, hết lắp cái kèn này đến lắp kèn kia. Mỗi cái kèn nó có một cái màu âm, mỗi kèn nó có một cái chất giọng. Nên thành ra là đam mê, thành ra là chuyển sang thành là chơi xong giao lưu, sưu tầm giao lưu đến quý vị và các bạn. Nên cho quý vị các bạn rất yên tâm, đây tất cả đây là những cặp của kèn này là cặp kèn tuyển chọn rồi của Thành Phạm rồi, nên ra là rất đẹp, zin nguyên bản, đã được căn chỉnh bảo trì bảo dưỡng thì nghe nó rất hay. Quý vị cứ cắm cái tai nghe và quý vị nghe để cảm nhận cái chất âm của những cái cặp củ kèn như thế này. Đó. Và cái bản nhạc tiếp theo thì vào lại mời quý vị nghe tiếp cái bản nhạc nước ngoài nữa ở trên cặp củ kèn 291-16A này.
Ở đây là mình nghe không để test kiểm tra cái chất âm thực của nó quý vị nha. Khi lắp qua kèn thì tùy từng loại kèn, thì mỗi một kèn nó có loại một loại khuếch đại khác nhau và cái tần số đưa ra khác nhau, thì nó sẽ to lên, đưa vào kèn nó sẽ to lên. Đó, nó khuếch đại qua cái máng kèn thì nó sẽ to lên. Đó, thì nên ra là ở volume ta lại giảm xuống. Ở đây thỉnh thoảng test khô như này để mình kiểm tra cái chất giọng của nó. Đó. Để quý vị nghe thẩm thẩm cái âm thanh của nó. Ok.
test 3 bản nhạc, một nhạc Việt, hai nhạc nước ngoài để mời quý vị trải nghiệm trên cặp củ kèn 291 16A rất chi là đẹp, hàng tuyển lựa Thành Phạm. Đó. À, Thành Phạm cũng có chụp ảnh, nếu quý vị đã quan tâm những cặp củ như thế này thì Thành Phạm sẽ gửi ảnh qua Zalo đến quý vị và các bạn. Cái cặp củ kèn này Thành Phạm giao lưu với mức giá là 29 triệu, nếu quý vị là quan tâm thì alo trực tiếp với Thành Phạm nhé, theo số điện thoại 0915516868. Đó. Cái giá thì ở trên thị trường thì quý vị biết đấy, nó là đã nói đấy, từ thị trường thì nó rất nhiều muôn hình muôn vẻ, rất nhiều loại giá. Đó. Thế nhưng mà tất cả các đồ Thành Phạm thì nó sẽ được định giá theo cái mức đúng chuẩn của nó. Đó. Theo mức đúng giá trị thực của nó. Đó. Đôi khi có những món đồ Thành Phạm mua bên nước ngoài là rất đắt, Thành Phạm cũng mua vì cái giá trị thực của nó được xứng đáng như vậy. Nên ra là cái giá mà so sánh ở các đồ nói chung ấy thì nó rất khó quý vị ạ, vì là nó đẹp xấu một tí, hay nó nguyên bản hay không nguyên bản một tí, hay có những sự đánh giá không chính xác thì mua về nó sẽ bị nhầm lẫn. Đó thì cái giá có thể là nó sẽ rẻ đi. Đó, thêm ra là đánh giá một cái cặp hay một món đồ theo đúng giá trị thực của nó là phải có một kinh nghiệm nhất định. Đó. Thế nên ra là đôi khi Thành Phạm mua bên nước giao lưu bên nước ngoài về có những cái đồ Thành Phạm mua rất cao để nó đúng cái giá trị thực của nó. Đó, ra mua về được cái sự an toàn rất tốt về chất lượng, về hình thức, mọi vấn đề. Còn đương nhiên Thành Phạm cũng có những đồ xấu. Đồ xấu thì Thành Phạm sẽ giao lưu nó rẻ đi. Nhưng mà nếu mà khách hàng người ta đáp ứng nhu cầu được, cái người giao lưu với mình, người ta chuyển hàng cho mình và giao lưu với mình và bán hàng cho mình mà người ta chấp nhận được thì mình giao lưu, còn không thì thôi, vì những cặp cái đó hay cái đồ đó nó sẽ có cái giá rất hợp lý, rất êm với phục vụ cho những người, người ta không quan trọng hình thức. Đó, khi nắp lên, cấu hình lên, người ta chỉ treo gá lên và không bao giờ người ta sờ đến nữa. Đó thì cũng chả ai quay ra đằng sau hay là thò đầu vào hay ngó đầu vào để ngắm hay để nhìn hay để soi mói những cái món đồ. Đó, ví dụ mình chơi cái đồ này thì mình chỉ nói với bạn bè mình là tôi chơi cái đồ này, cũng chả ai vào là có đẹp hay xấu. Đó, nó có là xấu mình nói là đẹp họ cũng không biết. Đó. Ngoài ra Thành Phạm còn có những củ ferrite như thế này, là Thành Phạm có những củ 299-8 và 299-16A. Đó, dòng 299 thì dùng màng chắn aluminum, còn 291 thì bao giờ cũng là màng symbiotic. Đó. Đó, bây giờ không để quý vị chờ lâu, Thành Phạm lại tiếp tục lại mở ruột ra để mời quý vị các bạn xem. Thì Thành Phạm tháo cái dây tín hiệu này cho nó ra. Một chiếc. Đó. Cặp này thì rất đẹp quý vị ạ, đẹp từ trong ra ngoài. Đó. Đó, bây giờ Thành Phạm sẽ lật lên. Mời quý vị và các bạn chiêm ngưỡng. Đó, bây giờ Thành Phạm sẽ tháo. Thành Phạm đã tháo hai nắp rồi. Bây giờ còn hai con thôi. Rất nhanh. Đó. Thì đây, mình sẽ mời nhấc cái máy lên mời quý vị xem phần lưng của nó. Cặp củ kèn này rất mới. Đó. Đó. Rất mới quý vị nha, rất đẹp.
sưu tầm nước ngoài về chưa dùng ở Việt Nam. Đó, cái sườn nó cũng rất sáng, đó, cái sườn Teflon nó rất sáng, vàng, sơn si cũng rất đẹp. Đó. Rất đẹp. Đó. Sơn các mặt rất đẹp. Đó. Bây giờ thì bạn mở cái nắp ra. Theo chiều này. Diaphragm nó rất đẹp quý vị ạ. Đó. Đời sau này Hán đã cải tiến quý vị nhé, họ đã lắp vẫn là diaphragm màng symbiotic nhưng mà họ đã cải tiến thì chuyển sang cái lắp mỏng này. Lắp mỏng này thì đã cải tiến hơn cái lắp đường cái lắp dày kia, lắp nòng này thì không bao giờ đứt cái dâu này, không bao giờ đứt cái dâu này. Đó, diaphragm rất đẹp, không một tì vết. Cấu cạnh không một tì vết quý vị ạ. Đó. Để xem. Ở bên này như thế này. Không một tì vết nào cả, đẹp. Keng. Đó. Cái diaphragm này nó là diaphragm đời đầu. Đó, tại sao thành phải biết về đời đầu? Bởi vì là cái mặt bích dưới này này, cái mặt bích táp lô dưới này này thì nó như là cái phê diaphragm đế dày là một đấy. Đó, quận côn thì đương nhiên quận côn cái cốt còn là cốt nhôm rồi, cốt nhôm quận quận dây dẹt quấn trên cốt nhôm. Nhưng mà cái đế này này, cái cốt à, cái mặt bích dưới này này, mặt bích của cái diaphragm này này nó là đời dày gấp đôi những cái đời đế mỏng kia, nên cái diaphragm này nhấc lên nó nặng gần gấp 2 lần cái diaphragm mỏng như thế này của những đời sau. Nó rất quý, còn chỉ có dùng phải nó mày mò như thành phạm mới biết được, còn nếu mà dùng thông thường thì không bao giờ biết được. Đó, thường thường là về sau bao giờ cái gì người ta cũng hay rút đi. Quý vị thấy đấy, quý vị biết đấy, cái gì cũng vậy, trong kinh doanh, trong làm ăn, trong sản xuất thì bao giờ cái đầu tiên nó cũng quý hơn, nó cũng làm kỹ càng hơn, nên thành phạm nó biết là cái diaphragm này nhấc lên nó nặng giật mình, so ra nó nặng gần gấp đôi cái diaphragm đế mỏng như thế này. Bởi vì cái miếng đấy đế đáy này, cái miếng 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 phay đáy này này là nó là một cả một cái miếng nhôm phay dày, nó giống y hệt những cái đế L1. Đó, nó là đế dày L1 đấy. Đó, nó y hệt như thế. Đó, còn cái đời sau cái đời này thì cái miếng đế dưới này nó rất mỏng, nó chỉ là khoảng mấy gem thôi, nên thành ra nhấc cái cả cái diaphragm nó rất nhẹ. Đó, cái diaphragm này nó nặng gần gấp đôi, một chiếc này gần bằng 2 chiếc diaphragm đế mỏng thông thường. Đó, rất quý đời đời đầu. Đây miếng lót lỉ này quý vị này. Đó, thành phẩm đã báo giá đến quý vị rồi, quý vị nào quan tâm thì cứ cắm tai nghe, nghe đi nghe lại nghe kỹ càng. Giọng của những cặp củ này nói chung, cặp 291 nói chung là rất ấm áp. Đó, rất ấm áp, rất vintage và rất gai góc khề khà. Rất hay. Đấy, hôm nay thành phạm giới thiệu với quý vị cặp củ kèn thành phạm mới sưu tầm 291 chữ 16A trên hệ thống A4 hoặc A5 nhà quý vị. Quý vị nào quan tâm alo trực tiếp với thành phạm nha. Cảm ơn quý vị thân thiết trên kênh YouTube của thành phạm. Video hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video test nhạc lần sau. Xin chào.